nồi lửa lên dù ta ngăn cách, nồi lửa lên nồi vòng tay lớn, nồi lửa lên nồi vòng tay lớn. Nỗi anh em xa xôi lại gần, nỗi anh em yêu thương đầy tràn. Nồi lửa lên nồi vòng tay lớn, nồi lửa lên nồi vòng tay lớn. Nồi lửa lên xua tan ngại ngần, nồi lửa lên cho tim hơi ấm. Phân công nhiệm vụ thứ nhật 27 tháng 7, 17 thường niên, bài đọc 1 chị Nguyễn Thị Huệ, bài đọc 2 anh Nguyễn Đức Vinh, lời nguyện chị Nguyễn Thị Thanh Hà. Dân cơ lễ gia đình ông bà Nguyễn Quang Trung, sự tất nguyên tất thể ông Trung và anh Xuân. Các thành viên ban mùa vụ đến họp thông lệ hàng tháng ngày 3 tháng 8 lúc 11 giờ sáng tại basement nhà thờ. Cảm ơn. Nói rõ về cái vụ là chúng ta hiện diện trong một ngôi đền tự nhiên, nơi Thiên Chúa, cả con người, cả thiên nhiên hòa cùng với nhau để dâng lời chúc tụng Thiên Chúa trong ngày Chủ nhật hôm nay. Và con xin giới thiệu với cộng đoàn phục vụ hôm nay có sự hiện diện của cha Lộc, là một người anh trong nhà dòng Chúa Cứu Thế chúng con đang học tại New York. Hôm nay ngài hiện diện với chúng ta và đương nhiên là chúng ta rất là hân hạnh và biết cha quả nhiệm của chúng ta rồi, phải không ạ? Và xin cho chúng ta, cho cha một tràng pháo tay, cha đã hiện diện với cộng đoàn chúng ta trong ngày vui hôm nay. Và anh em chúng con thì cộng đoàn cũng đã qua biết rồi. Và thêm một ý mà con muốn xin cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt trong ngày hôm nay nữa, ngoài những ý mà cha Quảng và vừa rồi có xin cầu nguyện cho các linh hồn, thì ngày hôm nay là ngày lễ Chúa Cứu Thế, là tước hiệu của nhà dòng chúng con đó, dòng Chúa Cứu Thế mà hiện diện của ba anh em chúng con đây. Thì hôm nay là ngày lễ Chúa Cứu Thế và chúng con xin cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho nhà dòng chúng con, cho các quý cha quý thầy trong nhà dòng, để chúng con có được sự nhiệt thành trong sứ vụ mà Thiên Chúa đã giao phó. Và xin cho cộng đoàn, xin cho nhà dòng chúng con được phát triển và lớn mạnh theo ý của Thiên Chúa. Ở ăn hủ tiếu vân vân, nhưng mà cha Lộc bảo chứ là chú em làm đi, anh hôm nay mất giọng cho nên là cha Lộc không có chịu. Còn cha chính thì đương nhiên là ngài để cho tuổi trẻ mà nghịch bọn con làm hết mọi chuyện rồi. Bài tin mừng hôm nay có một cái mà rất thú vị, đó là hai hạt giống lúa đều và cỏ lùm đều mọc lên. Nếu theo lẽ bình thường khi mà chúng ta gieo lúa, chúng ta nhìn thấy cỏ lùm thì chúng ta nhổ ngay cỏ lùm. Nhưng mà Thiên Chúa là đấng nhẫn nại và giàu lòng từ bi. Trong cuộc đời nếu mà Thiên Chúa nhổ ngay á, mỗi khi chúng ta phạm tội, thì con e rằng hôm nay ở đây không còn ai ở đây hết ạ. Các cha là những người bị nhổ trước cho mà coi. Cho nên là Thiên Chúa nhẫn nại và giàu lòng từ bi nên chúng ta mới còn ngồi đây với nhau. Nồi lửa lên nỗi lòng yêu tin, nỗi thân xa yêu thương đồng loại, nỗi con tim ai đang lạc loài. Yêu thương.
đêm đen. Nồi lửa lên, ruột tàn ngăn cách. Nồi lửa lên, đôi vòng tay lớn. Nồi lửa lên, đôi vòng tay lớn. Nỗi anh em xa xôi lại gần. Nỗi anh em yêu thương đầy tràn. Nồi lửa lên, đôi vòng tay lớn. Come on.
chị rất nhanh nhá. Nếu người nào mà làm chậm đã bị phạt nhá. Rồi bây giờ bắt đầu các em. Go!
tròn. Thứ nhất nha, bây giờ mình sẽ lấy cái điểm này là bờ. Rồi, nhưng mà để Yên giới thiệu cho họ trước ra rồi sẽ làm mẫu. Cái đây là bờ biển nha, từ bên đấy là bờ sông. Sang đây ấy, người nào sang đây thì sẽ đứng ở hàng bên này. Và... cứu em ơi. Đồng đội của ta hỗ trợ đội của mình. Các bạn hướng dẫn ta hỗ trợ đội của mình. Thôi, nhảy luôn, nhảy luôn. Nhảy luôn đi. Cũng đã tình thờ.
Ok, xoay. Tiếng ca tràn niềm vui, hòa khúc vang ca vươn tới ngày mai. Bao hy vọng ước mơ, giọt nắng tràn muôn nếp thơ, sức sống vạn sắc màu, hẹn ai nuôi liền đôi bờ. Mẹ vui dậy khắp nơi, đời sống thêm đẹp xinh thắm tươi, sói dữ và mạnh sư cùng sống chung bay trên những nhớ. Tiếng ca hòa nhịp tim say đắm thế hệ loài người. Tiếng ca tràn niềm vui, hòa khúc vang ca vươn tới ngày mai. Hoa khúc vang ca